Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao cho các sở ngành hỗ trợ chủ đầu tư trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất thành phố Hồ Chí Minh để sớm hoàn công trong năm nay. Đây sẽ là chợ hóa chất mới của thành phố thay thế cho chợ Kim Biên. Trung tâm kinh doanh hương liệu và hóa chất mới của thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được đặt tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, giáp sông Cần Giuộc. Chủ đầu tư của dự án là tập đoàn Tuần Châu. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao các sở ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp này hoàn thành các thủ tục pháp lý. Mục tiêu là di dời tiểu thương tại chợ Kim Biên về trung tâm hóa chất mới này trong năm nay. Sau đó mở rộng các đối tượng di dời với các trường hợp kinh doanh hóa chất gây cháy nổ, mất an toàn tại các quận huyện còn lại. Trước đó kế hoạch xây trung tâm hóa chất mới được đưa ra hồi tháng 2.